Chào mừng quý bà con đã trở lại video tiếp theo của Trung tâm Cây Giống. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây vú sữa Mica. Vú sữa Mica này là dạng không mủ nha. Khi nó chín thì nó sẽ không có mủ luôn. Nó chín hoàn toàn thì nó không có mủ. Nó tím tới đâu thì nó không có mủ tới đó. Khi mà quý bà con chúng ta để cái trái nó còn sống nha, tức là cái đầu nó còn xanh, thì cái chỗ đó nó còn mủ. Nó tím chỗ nào thì nó không có mủ chỗ đó ha. Trái thì ăn cũng rất là ngon. Trọng lượng của trái cũng rất là to, năng suất cao ha. Nên Ly sẽ thường xuyên đề xuất cho quý bà con chúng ta cũng rất là nhiều. Thì ngày hôm nay thì bên Trung tâm Cây Giống có chuyến đi giao hàng về cây giống vú sữa Mica nè, cho anh chủ đầu tư ở Tây Ninh nha. Số lượng là 500 cây đi ha bà con. Hàng thì bên Ly đang lựa ra để bấm tem vào á. Đây cây giống nè. Chiều cao của cây thì nó cao khoảng là từ 40cm đến 50cm ha bà con. Có cây thì nó cũng 60cm luôn. Cây được sang chậu ra nuôi là dưỡng lại, cây rất là khỏe ha. Thậm chí trên cây nó có hoa luôn. Tại vì bên Trung tâm Cây Giống á, nhân giống từ những cái cây bố mẹ ha bà con. Đây cái hoa đây. Đây là cái hoa đây. Hoa của cây vú sữa Mica đây ha bà con. Đó, trên cây đang cho trái sẵn. Đó, đang vào mùa hoa của cây vú sữa Mica. Còn vú sữa Mica thì quý bà con chúng ta trồng thì chỉ trong vòng là từ 15 đến 18 tháng thì bắt đầu ra trái rồi. Trái thì ăn rất là ngon nha bà con. Trái thì ăn rất là ngon. Ở trong ruột thì nó sẽ màu trắng, ăn giòn giòn ha. Còn cái thịt mà gần cái vỏ bên ngoài thì ăn nó sẽ dai dai. Vú sữa Mica thì nó sẽ ưu việt hơn, nó sẽ cải tiến hơn là những loại vú sữa truyền thống của chúng ta, giống như vú sữa Lò Rèn. Vú sữa Lò Rèn hoặc là vú sữa Bơ Hồng thì chúng ta giống như là cắt ra phần nửa ha, chúng ta lấy muỗng chúng ta múc chúng ta ăn. Còn vú sữa Mica thì chúng ta lấy cái dao chúng ta gọt ha, gọt giống như gọt vỏ xoài nè, gọt vỏ táo ha, rồi chúng ta ăn thôi ha bà con. Đó, nó sẽ tiết kiệm hơn, tức là chúng ta ăn sẽ nhiều hơn, giống như một ký chúng ta không bỏ nhiều hết á, bỏ cái vỏ mỏng thôi với mấy cái hạt bên trong thôi ha. Còn cây giống thì nó rất là dễ trồng, chúng ta cũng có thể là trồng được nhiều khu vực khác nhau, giống như là khu vực miền Tây nè, khu vực miền Đông ha, khu vực miền Bắc, thậm chí chúng ta trồng chậu cây phát triển rất là tốt ha. Nó phù hợp trên vùng đất phèn luôn nha bà con, phù hợp trên vùng đất phèn và khu vực của quý bà con chúng ta mà giống như là nước của quý bà con chúng ta nó không có cố định nước ngọt, giống như có lúc nó lên nước mặn hơi lợ lợ thì chúng ta cũng có thể là trồng được cái cây giống vú sữa Mica này luôn. Phát triển cũng rất là tốt nha bà con, một năm nó sẽ ra được 2 vụ. Đó, nên Ly sẽ khuyến khích cho quý bà con chúng ta cũng như là chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây giống vú sữa Mica này. Còn cách nhận dạng qua lá thì quý bà con chúng ta nhìn nè, cái lá vú sữa Mica này ha, cái lá vú sữa Mica thứ nhất là ở trong bì trong nè, nó dùng lại nha, nó dùng lại, nó rất là dùng nè. Còn cái đuôi thì nó giống như là cái lưỡi câu á, cái lưỡi câu ha, nó co lại và nó có hình lá bầu dục nha, hình lá bầu dục, tức là quý bà con chúng ta nhìn kỹ cái lá nó hơi thòng xuống nè. Đó, nó thòng thòng và cái bảng lá ở dưới đây thì nó sẽ to to hơn và cái đầu nó hơi teo teo lại ha. Nó khác nhau với những loại vú sữa khác nha bà con. Đó. Còn cô chú anh chị nào mà chúng ta muốn đầu tư về giống vú sữa Mica thì chúng ta quan sát kỹ một tí xíu thể loại nhân giống là cây ghép nha. Có nhiều đơn vị người ta bán là cây hạt, thật sự là cây hạt là không phải là cây vú sữa Mica đâu nha bà con. Đó. Đây là cái mắt ghép của cây nè. Cái mắt này thì chúng ta không có cần tháo ra, chúng ta giữ y nguyên giống như vậy. Chúng ta về trồng thì chúng ta tháo cái bầu này ra, tức là tháo cái bầu đen đen này ra thôi. Chúng ta đặt cây giống xuống, lắp đất lại, không có lắp đất sâu bít cái cọng dây này nha. Tức là chúng ta trồng tới đây thôi, chúng ta không có được trồng ngang đây. Trồng ngang đây thì cái chỗ này nó sẽ bị thối á, nó không có đưa dinh dưỡng lên cái trên này được, thì làm cái cây của chúng ta nó sẽ chậm lớn hơn. Chiều cao của cây nè, đi uống cho quý bà con chúng ta xem. 2 gang tay, 2 gang rưỡi tay. Có cây cao hơn nữa nha. Còn cái gốc thì nó sẽ trong bàn tay của Ly nha, chứ không phải là cây nào nó cũng to giống như vậy. Đó, cây đó to ha. Còn cái cây này, cái chọt này nó hơi nhỏ hơn tí xíu nè. Tức là nhân giống cái nhánh á, nó gần cái đọt á thì nó sẽ nhỏ hơn. Khi mà quý bà con chúng ta nhân giống lấy cái khúc đoạn ở bên trong, tức là nó gần cái nhánh mẹ á, thì cái cây của chúng ta nó sẽ to hơn ha bà con. Rồi bên Ly cũng có cây vú sữa Mica được nuôi chậu to hơn đó nè. Nuôi chậu to hơn, cây phát triển được đọt mạnh nè. Đó, cây đi đọt hết trơn rồi nè. Cái bầu này là bầu C10 lận nha bà con. Cái bầu này to. Quý bà con chúng ta nào mà mua cái lô này á thì gửi đi xa, tức là gửi bưu điện á, thì nó sẽ cao hơn, tại vì cái bầu nó quá to. Nhưng mà trồng cây rất là khỏe. Cây được nuôi dưỡng lại hết rồi. Đó. Trước khi hàng đi thì bên Trung tâm Cây Giống có bấm tem vào hết nha. Đó. Tem của bên Trung tâm Cây Giống nè. Có mã QR đi ha. Hoa nè. Đây là hoa của cây vú sữa Mica đây.
cây rất là xinh, rất là đẹp. Trồng vú sữa mica thì chúng ta phải lên mô nha. Có nhiều anh chị hỏi là có trồng cây vú sữa mica có cần lên mô hay không. Lên mô hết nha bà con, lên mô không có cần to lắm đâu. Lên mô cái tầm khoảng cái ngón lá thôi, ngón lá úp ngược xuống nó hơi nhô nhô lên. Chiều cao của cái mô thì nó tầm khoảng là từ 4 tấc tới 5 tấc thôi. Chúng ta khoét cái lỗ chúng ta trồng để cho nước nó lọt xuống á, nó không có trụ nước lại thì cái cây của chúng ta nó sẽ nhanh lớn hơn. Sau này chúng ta mà muốn bồi đất vô, đắp đất vô nó cũng dễ nữa, tại vì nó có cái dốc lại lại à. Chúng ta dung mô vô nó rất là dễ dàng luôn hả bà con. Thì bên Ly có giao bằng đường xe, cũng có giao bằng đường bưu điện ha. Nếu như cô chú anh chị là chúng ta mua số lượng nhiều á thì sẽ đi giao bằng đường xe, để đi giao bằng đường xe tải giống như vậy. Còn mua số lượng ít thì sẽ giao bằng đường bưu điện nha bà con. Thì bên trung tâm cây giống có giao bằng đường GNT á, ship tận nhà cho quý bà con chúng ta luôn. Còn cái lô này là lô Sabo Mexico. Sabo Mexico ha. Còn dưới đây là vú sữa Mica đang bấm tem vào. Bấm tem vào rồi thì mới lên xe. Đơn này đi về Tây Ninh nè, 500 cây. Rồi một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều nha. Ngày hôm nay Ly giới thiệu cũng như là chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây vú sữa Mica không mủ. Cô chú anh chị có thắc mắc hoặc là cần liên hệ mua giống thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại trên màn hình để bên trung tâm cây giống tư vấn cho quý bà con chúng ta kỹ hơn nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.